cái tờ giấy mà photocopy ra gửi cho anh chị đó, nó là bản văn tin mừng. Nên dự xong buổi hôm nay anh chị đừng có vất vả vưởng tội nghiệp lời Chúa, nhớ mang về nhà làm kỷ niệm. Có thể quên nó đi rồi một thời gian sau cái bắt gặp nó ở đâu đó thì lấy ra đọc thì lại thấy thấm thía cho cuộc đời của mình. Mình in 120 bản chắc là dư. Và có thể không cần nhìn mặt mình, nhìn liếc liếc thế thôi. Còn chính yếu là chúng ta sẽ nhìn vào trong bản văn. Bản văn sẽ nói với ta, Chúa sẽ nói với, chứ không phải là Lê Quang Uy nói. Lời Lê Quang Uy thì lâu lâu têm chêm tí mắm muối cho nó vui để mà mình tỉnh ngủ. Còn lời Chúa mới là nuôi sống chúng ta. Mình sinh năm 1959 và đi tu khá muộn, 92 khấn. Rồi đến 98 là chịu chức phó tế, cuối 98 là chịu chức chui. Rồi đi làm việc cho tới bây giờ. Đó là cái tiểu sử của mình. Đến khi mình làm linh mục ở trong dòng Chúa Cứu Thế rồi thì các cha trong nhà dòng lại cũng có một cái tổ chức giống như các anh chị vậy. Gọi là gia đình An Phong tuyến 2. Tuyến 1 là mấy ông mà đi tu. Tuyến 2 là đã ra đời rồi nhưng mà vẫn còn lưu luyến với cái tinh thần của nhà dòng. Nên lập ra gọi là gia đình tuyến 2. Cả vợ chồng con cái, có những người bố chưa đi tu đến đời con vẫn đi tu. Đi tu làm sơ cũng được mà đi làm cha trong dòng mình cũng thế. Và mình lại được lo liệu cho cái nhóm đó, tức là giống như là đồng hành với các anh chị đó. Rồi nhiều người trở thành là giáo sư dạy mình. Có những anh như giáo sư từ này gọi bằng thầy nhưng cũng gọi bằng anh được tại lớp đàn anh. Ông lấy một cô vợ đẹp lắm. Mình mới gặp, mình mới chọc, mình đọc chọc chị mà. Chị ơi, bây giờ thì em hiểu tại sao như Hồ Kim Sơn anh lại xin ra rồi. Chị đẹp thế này mà ai mà không xin ra. Thế là ra đẻ được 3 người con, rất là thành đạt, rất là tốt lành. Rồi bây giờ anh Hồ Kim Sơn mình gọi là thầy giáo dạy triết học cho mình, cũng đã qua đời rồi, đột ngột. Gia đình đa số là hạnh phúc. Lập gia đình mà vẫn còn giữ được cái tinh thần của đời tu, nó cũng hơi trục trặc tí đối với cuộc đời ở ngoài. Nhưng mà các bà vợ, các cô vợ thì rất là yêu mến và hãnh diện có một người chồng đã từng là tu ra, là Taru. Và họ xây dựng gia đình của họ rất là tốt. Như hồi nãy mình nói đó, có những người không tu được, bà vợ là một nữ tu xuất ra, ông chồng là một là dòng Chúa Cứu Thế xuất ra hoặc là Salasan xuất ra. Hai người lấy nhau, không có ai đi tu được nữa nhưng mà đẻ con và người con lại trở thành nữ tu dòng Đức Bà hoặc là đi tu dòng Chúa Cứu Thế. Ông con ở trong tu dòng Chúa Cứu Thế thì cứ hãnh diện ba của em đó, đi sinh hoạt là ba của em đó, mẹ của em đó, dễ thương. Nên chúng ta có những con đường mà Chúa gọi. Khoảng hơn 30 năm trước, 40 năm trước, mình còn là giáo lý viên. Có một buổi tối ngồi ở trong căn phòng họp giáo lý viên với lại cha sở Francisco da Cao. Thì có một cái chị mới nhận được một cái thiệp bên Pháp gửi về. Tiếng Pháp. Chị ấy là về sau, chị là Vũ Bạch Kim, sứ ngôn viên đài BBC. Chúng ta nghe đài BBC nói Vũ Bạch Kim, BBC xin kính chào quý vị thính giả đó, Vũ Bạch Kim. Chị là phóng viên three language, tức là ba thứ tiếng. Chị làm giáo lý viên cũng rất là hay. Bây giờ chị định cư bên kia, chứ là bây giờ không biết có còn làm BBC nữa không. Chị đưa cho mình một cái tấm ảnh, xin nhập đề bằng cái câu chuyện của tấm ảnh đó. Tấm ảnh đó thì có một cái con đường mòn, sỏi đá. Hai bên vệ đường lại hoa nở. Con đường không vắng vẻ, không thấy ai cả. Cái câu tiếng Pháp nó đi là Notre vie est un passage, au moins ce monde des fleurs. Cuộc đời của chúng ta là một con đường, là một hành trình. Ít nhất trên hành trình đó chúng ta sẽ gieo, chúng ta hãy gieo ce monde des fleurs, gieo những hạt mầm nở hoa. Đời ta là một chuyến đi. Hãy gieo lên đó, gieo bên vệ đường những hạt mầm nở hoa.
mình ngay trong buổi tối đó ngồi họp mà mình hí hoáy làm thơ, chuyển cái ý đó thành bài thơ tiếng Việt. Đời tôi là một chuyến đi dài, dọc hành trình tôi âu yếm trên tay, như hạt mầm cho tương lai rực rỡ, tôi gieo xuống bên vệ đường đất đỏ, thật trìu mến như muốn ngỏ tình yêu. Để một sớm, để một trưa, để một chiều, để thêm mưa, để thêm nhiều giọt nắng, đường tôi qua sẽ rực thắm muôn hoa. Đường của các anh chị, đường của mình cũng là những con đường cùng một cái chân trời. Lộ trình có thể khác, người thì đi lên cao tốc, người thì đi đường mòn, người thì đi đường sỏi đá, người thì đi trên đường nhựa. Nhưng tất cả chúng ta đều có một cái chân trời cùng tiến tới. Và ở cương vị của mình là linh mục, mình cố gắng gieo những hạt mầm nở hoa. Các chị, anh ở ngoài đời cũng gieo những hạt mầm nở hoa ở trong xã hội, cho các con của mình, cho các cháu của mình. Đa số anh chị bây giờ tuổi này là cháu nội cháu ngoại hết rồi. Còn mà anh bạn thân với mình, bạn học trung học cùng lớp với anh Thái, anh Bùi Hữu Đức, chắc là nhiều anh em biết. Bây giờ nó là anh chàng nó lấy vợ, là mình lại còn là phù rể cho nó nữa, 1981. Bây giờ là con cháu nó, cháu ngoại bên Úc. Thế là con đường của chúng ta, mình thì đi một mình, nhưng mà cũng không có phải một mình hoàn toàn, cũng chung với anh em khác trong dòng. Các anh các chị thì đi có vợ, có con, có cháu. Tất cả chúng ta sẽ gặp nhau. Trong số các anh chị, nhiều người chắc cũng đã qua đời rồi, phải không ạ? Anh Hà đã qua đời rồi. Mình tối nào nằm ngủ cũng chuẩn bị tinh thần là Chúa gọi về. Cha Tiết Lộc là thầy của mình, cha Phụng là thầy của mình, cha Nguyễn Hữu Phú là thầy của mình, đều đã ra đi hết rồi. Mình chuẩn bị cho cái đi của mình. Xin mời anh chị lấy cái tờ giấy. Hôm nay cũng là gieo mầm nở hoa. Xin coi tờ giấy này là một cái gói hạt giống mà Chúa sẽ nhờ anh chị gieo. Mình cân nhắc mãi, mình chọn cái tựa đề là nhà mình ở trong Chúa và Chúa ở trong nhà mình. Nhà mình là nhà các anh chị đấy. Nó có một cái trò chơi trời cho, đó là chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn tin mừng này. Và hễ các chị mà đọc thấy chữ ở lại trong, các chị đọc tới cái cụm từ đó, ở lại trong, thì các anh đếm 1, các chị đọc tiếp, gặp ở lại trong bên đây đếm 2, ta sẽ đếm thử xem bao nhiêu lần. Các chị, mời các chị đọc to lên nha. Xin mời các chị. Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho, mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái ơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy nói với anh em. Tới đây là chưa thấy cái chữ ở lại trong nào hết. Bây giờ những đoạn sau các chị đọc thấy ở lại trong thì hãy ngưng lại tí để cho các ông đếm nha. Rồi xin đoạn 2. Hãy ở trong thầy. 1. Đếm liền. Các chị ngưng lại tí cho bên Nam đếm, rồi xin đọc lại nè. Hãy ở lại trong thầy. 1. Như thầy trong anh em. 2. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong thầy. 3. Thầy là cây nho, anh em là cành, ai ở lại trong thầy. 4. Và thầy ở lại trong người ấy. 5. Thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có thầy. Ai không ở lại trong thầy. 6. B.
7, và lời Thầy ở lại trong anh em. 8, vì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em xin nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 9. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy. 10. Mười một phải không ạ? Mười mười một ha. Nên trọn vẹn. Vâng, 11 câu có 11 lần. Lúc thường chúng ta nghe thì chúng ta không để ý, nhưng mà đọc cái kiểu này thấm lức. 11 lần ở lại trong, và kết thúc của đoạn này là niềm vui. Ở trên thì còn nói là ở trong Thầy rồi sinh hoa trái thế này thế kia ha, nhưng mà đến câu cuối cùng thì niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn. Niềm vui giá mà được dịch lại thì mình sẽ được dịch là niềm hạnh phúc. Chữ hạnh phúc nó lớn mạnh hơn chữ niềm vui. Niềm vui thì vui đấy. Ai làm cho ta một cái điều gì đó dễ thương ta cũng thấy vui. Nhưng mà hạnh phúc thì nó lớn hơn nhiều, và nó bao trùm suốt cuộc sống, nó sâu xa hơn, nó bền vững hơn, và nó trả giá bằng bao nhiêu cái đau khổ mà vẫn thấy vui thì mới là hạnh phúc. Còn cái vui có thể nó phai đi, nó trôi đi. Đó, thành ra kết thúc của đoạn tin mừng này là hôm nay mình gửi anh chị cái đoạn tin mừng này để anh chị được vui. Anh chị đi dự một tĩnh tâm này về vui là gặp nhau này, tay bắt mặt mừng, kể chuyện này kể chuyện kia, hỏi thăm nhau. Nhưng mà cái đó rồi cũng sẽ tan đi, một hai tiếng hồ sau là quên. Nhưng cái niềm vui mà nó ở lại trong nhà của các anh chị sẽ kéo dài. Vì thế mình dùng chữ nhà. Chữ nhà là còn thấm thía hơn cả chữ gia đình. Cái nhà nó hiểu theo cái nghĩa là một cái nhà có mái, có tường, có cửa, có phòng. Nhưng mà cái nhà đó là nhà gạch đá gỗ cát. Còn cái nhà mà nó là một mái ấm, nó là tình thương, nó là sự nhớ nhung, nó là sự âu yếm, nó là sự giận hờn. Nó cũng có tiếng qua tiếng lại, cũng có cãi nhau. Nhưng mà nó lại là ấm áp, và nó trở thành cái nơi không thể thiếu được. Đi đâu xa thì mình được vào một cái nhà có máy lạnh, mình thấy sung sướng. Nhưng mà cái máy lạnh mà nó không có tình thương ở trong đó thì nó vẫn là máy lạnh. Máy lạnh nó trở thành máy lạnh. Còn cái máy ấm của chúng ta thì dù nó là chật chội, dù nó bị dột nát, dù nó bị mưa to gió lớn, nó siêu vẹo, nó nghèo, nó giật gấu vá vai, thiếu này thiếu cái kia, nhưng mà nó có tình thương thì nó vẫn là mái ấm. Hay nữa, và người Việt Nam mình thì có những cái từ mà Tây nó không có. Ví dụ như đôi vợ chồng gặp một người quen thì ông chồng mà nói dạ thưa anh, đây là nhà tôi ạ. Bà vợ giới thiệu với người bạn, dạ thưa chị, nhà em này. Chứ nhà của mình siêu quá, hay quá. Bên Mỹ nó đâu có nói this is my home, this is my house ở đâu. Nó là this is my wife và my husband, ông chồng. Chứ không thể nào this is my house rồi được. Việt Nam mình lại đây là cái nhà của tôi. Tức là cái nhà mà tôi làm cái gì, tôi đi đâu. Tôi thất bại, tôi thất nghiệp, tôi thất tình, tôi thất đủ thứ.
thì cái chỗ đó là cái chỗ tôi có thể tìm về. Có những đôi vợ chồng ngoại tình với nhau, nó chia tay nhau, đi vọc xê rồi ly thân, đủ thứ buồn lắm. Nhưng mà đến lúc bệnh nặng, chết, gần chết rồi, về, về với cái nhà đó. Bà tha lỗi cho tôi. Được vô nhà đó là chết cũng yên thân. Hay ha, đây là cái khái niệm nhà của chúng ta độc đáo lắm. Mà cái nhà lại là do quyết định do các bà. Các bà làm cho cái nhà nó ấm hay không là do các bà nhiều lắm. Các ông có thể vậy là bươn chải đi ra ngoài để kiếm sống, đấu tranh với cuộc đời để mà kiếm tiền, mưu sinh. Nên là các ông đi xông pha ra bên ngoài kiếm tiền. Nhưng mà kiếm tiền thì cho ai? Kiếm gì cho vợ và cho con? Bà vợ cũng có thể đi kiếm tiền, nhưng mà cái chỗ của bà vợ lại quan trọng là nằm ở trong nhà. Ở trong đó, ở trong nhà. Ông chồng là ở ngoài nhà. Nhưng mà ở ngoài nhà thì ông lại phải về với nhà. Về nhà. Về đây nghe em. Các chị gọi là về đây nghe ông. Về đây nghe ông. Về đây mặc áo the đi quốc mộc. Là có chỗ cho ông chồng về, nhưng mà để ông chồng về mà ông thấy hạnh phúc thì cái nhà của các bà phải chuẩn bị. Phải lo làm sao cái nhà nó không cần giàu, không cần sang, không cần nhiều tiện nghi, nhưng mà có tình thương, có sự ấm áp. Nên người ta nói là đàn ông xây nhà và đàn bà xây tổ. Cái tổ nó còn bé hơn cái nhà nữa. Cái nhà nó còn lớn. Nhưng mà các bà lại là xây cái tổ ở trong cái nhà, nó làm cho cái nhà nó ấm. Tiếng Việt Nam mình nhiều chữ độc đáo lắm. Mình dạy giáo lý hôn nhân, mình cứ khai thác những cái đó đó. Mình thấy hay quá. Rồi, lại một từ Việt Nam nữa. Mình ơi tôi gọi là nhà. Nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Là cái ông đó, ông nhà thơ Bùi Giáng á. Là cái ông nhà thơ mà gọi là mệnh danh là ông nhà thơ điên đó. Ông Bùi Giáng, ông mê cô Kim Cương, nghệ sĩ Kim Cương thời của chúng ta đó. Mê cô Kim Cương, mê một cách trong sáng. Nhà của Kim Cương là cứ mở cửa lan can nhìn xuống là thấy cái ông Bùi Giáng đứng dưới nhìn lên đắm đuối. Ông làm nhiều câu thơ độc đáo lắm. Mình ơi tôi gọi là nhà, nhà ơi tôi gọi mình là nhà tôi. Nên hồi nãy mình có cái khái niệm là cái nhà ấy. Bây giờ chúng ta lại có thêm cái khái niệm là mình. Nhà mà lại mình. Bố mẹ chúng tôi bây giờ mất hết rồi. Nếu mà bây giờ còn sống thì năm nay là 108 tuổi. Mình là con út thì nên già rồi, mới sinh ra mình là đứa thứ bảy, 44 tuổi. Đến lúc ông bố của mình gần mất, có lẽ là ung thư đại tràng, yếu lắm rồi, ăn bao nhiêu là nôn ra. Ngồi trên giường mỗi lần ăn là mình phải dỗ, mình phải nắn bóp, xoa bóp để uống được một tí xíu thế này, sữa thôi. Mà không khéo là một lúc sau lại nôn ra hết. Ông ngồi ông biết ông sắp chết rồi. Cuối năm 88 ông chết, thì lúc đó khoảng tháng 9, tháng 10, tháng 88 ông mới nói với mẹ mình đang đứng gần đó. Mình ơi, lấy cho tôi cái này, lấy cho tôi cái kia. Bà mẹ mình mới đứng đó là làm cho ông cái này, làm cho ông cái kia. Thì mẹ mình mới nói, nhìn hai vợ chồng nhìn nhau. Mình ơi, mình nguyện cầu nguyện với Chúa cho mình chết trước mình chết sau mình phải chết trước mình, thì mình lo cho mình cái đám tang cho nó đâu ra đó. Vì mình ở với ông đã 60 năm đám cưới rồi, thì mình hiểu mình lắm. Mình mong cái gì, mình cần cái gì, mà trên đời này không có ai lo cho mình bằng mình ấy. Các con nó cũng chẳng lo được cho ông, cho mình. Nên mình mới xin Chúa cho mình chết trước mình. Mình đứng mình nghe mình hoang mang luôn, biết mình nào. Hóa ra là hai mình nó đã nên một rồi. Mình này xin với Chúa cho mình này chết trước mình chết sau mình, để mình lo đám tang cho mình, nó đâu ra đấy, đúng ý mình muốn. Ghê không? Mà Chúa nhận lời thiệt. Bố chết năm 88,
mẹ phải đến 96 mới chết, tức là tếm, sống thêm 8 năm. Và cái đám tang của bố mình thì mẹ lo hay quá là hay. Ông anh thì còn đang đi tù, thằng em thì đang ở trên thanh niên xung phong. Mình bà lo với mấy cô em, mấy cô con gái, con rể cũng chết hết rồi, còn có toàn con gái độc thân. Thế bà lo. Có ông cha Tiến Lộc, ông chạy đến ông nói: bác ơi, bác, cháu làm cái gì được? Bà: thôi cha không cần làm, chúng tôi lo được hết rồi. Cha chỉ làm một cái việc mà tôi không làm được, đó là cha làm lễ thôi. Yên tâm, tôi lo hết rồi. Từ khai tử cho đến nhà đòn, cho đến thế này thế kia, cho đến xé khăn tang, cho đến giữ xe, cho đến nấu cơm, cho đến dọn quan tài, cho đến dọn chỗ. Bà lo hết. Lo xong xuôi mình mới từ đơn vị kịp về tới nơi, thì là nhìn xác bố đó, đóng quan tài thôi. Ông anh thì xin phép về nhà nước không cho. Cho tới đi chôn cất xong rồi, thiêu rồi hốt cốt đem về, bà một tay lo hết. Đến đám tang của bố mình, đám tang của mình, đến đám tang của mẹ của mình là 8 năm sau, thì mình đã là đi tu gần ra linh mục rồi. Lớp mình, lớp An Phong có 12 anh em, kéo quân về hết, nó giúp mình. Các cha trong nhà dòng, mỗi ông một cha một việc về giúp mình. Ông anh đi tù về rồi, các cháu lớn lên rồi, thêm 8 năm là các cháu nó lớn lên rồi. Vậy mà lo một cái đám tang nó lụa cả xịt cả đuổi, nó không ra đâu ở đâu hết á. Cãi nhau lung tung, anh chị em nhau xung đột ngay trong đám tang. Rồi cái đám tang nó không ra đâu ở đâu. Từ thánh lễ cho đến này kia, bao nhiêu cha, bao nhiêu thầy xuống vô, cả nhà dòng lo vô, mà vẫn không bằng cái đám tang của bố. Trước đó 8 năm, có một tay mẹ mình làm, có một ông cha duy nhất là ông cha Tiến Lộc. Thì ông cha Tiến Lộc làm lễ. Vậy thì là chứng tỏ các bà rất quan trọng, không phải tôi định đâu nha, mà thấy rõ ràng. Mà các bà luôn luôn chết sau các ông. Các bà mà chết trước các ông thì chỉ chừng tháng sau các ông đi theo. Buồn quá đi theo, không còn chỗ dựa, không còn có chỗ nương náu, không còn ai người hiểu mình và chăm sóc cho mình. Vì cái người đàn bà đó đã ở với mình bao nhiêu năm rồi, biết từ cái tính xấu đến cái tính tốt, biết từ cái nỗi thèm ăn cái gì, ngủ nghe làm sao, quần áo mặc làm sao. Thế các bà nói như vậy, các bà chăm sóc dùm các ông này đi. Các ông bây giờ là áp huyết cao, tiểu đường, thoái hóa khớp, thoát vị cột sống, chạy thận nhân tạo. Và đây có ai chạy thận nhân tạo không ạ? Có ai đang có mầm ung thư trong người không? Các ông đổ bệnh ra tiền liệt tuyến. Các bà cũng bệnh, nhưng mà như nó chìm đi đâu á, các bà nhịn được hết. Để mà lo cho chồng, lo cho chồng mà chồng qua đời rồi bắt đầu lo cho con. Con nó lớn rồi bắt đầu lo cho cháu. Cháu xong rồi bắt đầu lo việc xã hội, lo việc nhà thờ. Hay đó. Thành ra mà tất cả nó là cái bí quyết, nó nằm ở cái câu mình nể trên là: nhà mình ở trong Chúa, Chúa ở trong nhà mình. Một cái gia đình vẫn có thể hạnh phúc dù họ không phải là đạo Công giáo. Nhưng nếu mà đã là đạo Công giáo mà lại bám chặt vào Chúa, mà lại để cho Chúa ở trong nhà mình, thì an toàn tuyệt đối. Cả một cái nhà dòng mà nếu không có Chúa ở trong nhà dòng, thì nhà dòng nó thì xây nhà cửa rất là to, chức tước thành đạt này kia đấy, nhưng mà cái nhà dòng nó vẫn lủng củng. Nên hôm nay các anh các chị đã có nhau ở trong cuộc đời mình, gửi thêm Chúa vào trong nhà các anh chị. Nhà mình ở trong Chúa và Chúa ở trong nhà mình. Rồi lại kể chuyện lan man. Ở nhà thờ Đức Bà này của mình có một cái cô tên là cô Ngợi. Năm nay các cô cũng 70 rồi. Cô là cô giáo dạy trẻ em khiếm thính, tức là nó câm điếc. Có một hôm bà nói: cha Uy ơi, đang cần có một cha làm lễ cho mấy đứa câm điếc, cha có nhận lời làm được không? Nói: chị ơi, em không biết ngôn ngữ của người câm điếc, làm sao em làm? Mà cha không biết, con hướng dẫn cho cha. Trước đây con mời được Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Đức Hồng Y thương từ nhỏ lắm, mới nhận lời. Xong làm được mấy lần Đức Hồng Y toát cả mồ hôi.
ông già rồi mà phải luyện cử chỉ sign language rồi đấy. Ông già rồi tội nghiệp. Thế là cô Ngợi đã đi tìm ông nào trẻ hơn. Năm đó con cũng 50 mấy tuổi rồi, cách đây 10 năm. Mình nhận hăng hái lắm, nhận xong cũng hết hồn luôn, là mình phải học ngôn ngữ, những cái câu căn bản ở trong thánh lễ. Thế thì sau bây giờ 10 năm thì mình quên hết rồi, chỉ còn nhớ có một câu. Bây giờ mình làm thử các chị đoán là câu gì ở trong thánh lễ nhá. Cái câu nào? À, sau thấy hết mình không còn phải đứng chân yếu quá. Hai của ta có chị đã biết rồi đó. Chỉ đến trời là Chúa nha. À, đó là đúng câu rồi. Chị nào nói to lại nè. Anh chị em à, là Chúa là trên trời là mình dễ hiểu rồi nha. Ở cái khái niệm là triết học rồi đó, triết học hiện sinh hữu thể học đó. À, ở nè, tôi nè, tôi là ở nè, tôi là trên đời nè, tôi là duy nhất nè, tôi là độc nhất vô nhị nè, tôi là number one nè. Number one không có nghĩa là kiêu ngạo đâu. Number one mình là độc nhất vô nhị, số một. Nhiều số một thì lập nên tập thể. Nên là ở này, ở này. Ở thì theo khái niệm triết học nó là ở thì là tôi tồn tại. Tôi tồn tại là ở. Tôi có mặt trên đời này, nhưng mà tôi không ở một mình, mà tôi ở cùng này. Thì khi khái niệm của người câm điếc là ở cùng, là hai cái đó bắt đầu khép cái tôi lại ha, rồi ráp lại với nhau, chạm vào nhau là ở cùng. Hay quá rồi ha. Triết học rất là sâu xa. Chúa ở cùng, vậy có nghĩa là Chúa cũng là một hữu thể, mình cũng là một hữu thể. Chúa tồn tại độc nhất vô nhị, toàn năng. Nhưng mà tôi cũng được Chúa tạo dựng nên là một hữu thể quý giá trước mặt Chúa. Và Chúa không ở một mình, tôi không ở một mình, mà Chúa cho chúng ta gặp nhau và Chúa ấn ở với chúng ta. Chúa ở cùng. Anh thì đã có râu rồi, anh này. Chị đã đeo bông tai này. Em là đứng thấp hơn này, đứng ra là em này. Ví dụ như anh Hà, anh lớn tuổi hơn thì mình lại mình đứng lên đây của anh thôi. Lúc còn bé là anh đứng cao hơn mình rồi, phải không ạ? Còn mình với anh Thái bằng tuổi nhau, anh Thái còn nhỏ hơn mình mấy tuần, à mấy ngày. Mình 25 thì ông là 30 tháng 5. Thế là nếu mà xếp bộ thì ông đứng thua mình 1 cm. Thế là đứng đây. Chúa ở cùng anh chị em. Ngoài ra trong thánh lễ có nhiều câu hay lắm. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng con đến sự sống muôn đời. Dễ sợ không? Thương xót nhé, thương xót và tha thứ. Tha tức là phẩy tay một cái là rớt hết tội của chúng ta. Tha thứ và dẫn đưa, vẫn dẫn đưa thể nắm tay kéo và dẫn đưa chúng ta đến sự sống là con đường muôn đời. Nên mấy cái câu đó thì tạm quên thì nhớ lại cái câu này thôi. Ở cùng. Vậy là Chúa đã hạ mình xuống để ở trong mỗi người chúng ta, ở trong cái gia đình của chúng ta, ở trong cái nhà của chúng ta. Nhà của Chúa nó to, nó cao, nó sang trọng và nó thánh thiện. Almighty, đứng toàn năng. Nhưng mà Ngài lại chấp nhận đến cái trần gian này, cái nhà chật chội, cái nhà hôi hám, cái nhà ngập nước, cái nhà bị kẹt xe, cái nhà bị đánh nhau, đánh lộn, chiến tranh, cái nhà ổ mãi dâm, nhà này buôn lậu vũ khí, nhà này nó lạm dụng tình dục trẻ em, nhà này nó đâm chém nhau, nhà này nó tranh đoạt gia tài. Những cái nhà của chúng ta là cái nhà rất là bẩn, rất là thối, rất là xấu xí. Cái nhà của chúng ta là cái nhà của trần gian. Thành phố của chúng ta ngày càng đẹp, nhưng mà đằng sau đó là cả một sự xấu xí. Anh chị nào ở dân Sài Gòn thì giơ tay ạ. Vâng, khá đông ở Sài Gòn. Sài Gòn nó về đêm nó đẹp lắm, nhưng mà cứ tới khuya khuya một tí, 10 giờ trở đi, 12 giờ trở đi,
em hay làm cái những chuyến đi ban đêm cho các bạn trẻ, nó đi thăm những người nghèo lòng lề đường. Đi sớm không thấy đâu, 8-9 giờ là nếu có người nghèo là người nghèo xạo, nó giả bộ để nó săn quà của những người hảo tâm. Rồi phố xá vẫn còn đèn đuốc sang trọng, ăn uống vô 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 vào năm ra bảy, vui vẻ xô bồ các tụ điểm văn nghệ nhảy nhót. Từ 10 giờ trở đi nó ắng lại, từ từ 12 giờ đi những người nghèo đâu không biết, bây giờ nó mới chui ra, họ mới đến nằm ở trước cái thềm của những cái ngôi nhà. Ngôi nhà thành phố nó là cửa tiệm, ban ngày nó mở bán, nó đâu ai dám nằm, nằm là bị đuổi. Mà đến tối thì không đóng cửa lại rồi là họ nằm ở trước đó. Cũng có những người du thủ du thực, cũng móc túi ăn trộm có, nhưng mà đa số là tận đáy xã hội. Và họ nằm bò lê bò càng đó, có khi có một manh chăn nhỏ mỏng manh, có khi lấy cái áo mưa rách đắp. Bụng đói cũng có, cũng được ăn được một chút cơm thừa canh cặn ai cho cũng có. Thế là tụi mình mới đi, đi với khoảng 20 em chia ra nhiều ngả đường. Mỗi một ngả đi như vậy khoảng 3-4 người, chạy trên hai cái xe gắn máy, mang theo bánh mì, mang theo nước trà nóng, mang theo gói xôi, mang theo cái quần, cái áo còn tương đối lành lặn. Nói bà, thấy gió lạnh như thế này bà có cần áo không? Không dám đem cho nha, cho là mình xúc phạm họ. Họ không xin, họ đâu có ăn mày đâu. Bà ơi, gió lạnh như thế này bà có cần cái áo không? Còn có cái áo này bà thấy vừa không? Vừa, bà lấy nha, thế là tặng. Có những người tới họ đang ngủ rồi, mình không dám đánh thức họ. Cả ngày họ mệt, bây giờ mới ngủ được tí đánh thức dậy, cho ổ bánh mì nó khổ hơn. Lẳng lặng đặt ổ bánh mì trong cái gói đàng hoàng, treo trên cái xe. Có những người đạp xích lô ban ngày, tối họ gác càng lên là họ không có nhà, họ gác là họ ngủ trên xích lô, mình máng trên cái xe của họ. Lúc đó mình mới thấy cái bộ mặt thật của thành phố chúng ta, nó không có như chúng ta nhìn thấy ban ngày. Đang đêm con ngồi trong nhà dòng làm việc đêm một tí, nhận điện thoại nó gọi, alo bố, con là Lý này bố, trời mưa to như thế này tội quá bố, lại có những người khổ đêm nay rồi bố nhỉ, mình làm được cái gì cho bố, cho họ hả bố? Mình ứa nước mắt. Một bạn trẻ nó mới 20 mấy tuổi, nó là sinh viên mà nó không đành lòng trước cái khổ của người ta, nó gọi đến mình. Mình là ông cha ngồi trong nhà an toàn, ăn cơm no đủ, mập mạnh gần 90 kg, quần áo đầy đủ, lát nữa nằm có cái giường nệm. Nhà dòng sau này lại còn trang bị cho phòng máy lạnh cho đỡ nóng. Thế là mình đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Thế tới giờ mình ra làm lễ, tới giờ ra giảng, rồi lại về phòng lại ăn no, xe gâm bưng nước rót người ta lại đón mình, thế này thế kia đầy đủ lắm. Phong bì bỏ nó, đầy đủ lắm. Bây giờ con đứa bé nó ở ngoài nó gọi một cái mà, cảm ơn con, mai cha sẽ làm cái gì cho họ, để mai cha làm lễ nhà thờ cho kêu gọi. Thế là mai làm lễ nhà thờ mình mới kể câu chuyện đó. Thế anh chị em ai nhà còn áo mưa, áo mưa cũ, áo mưa mới, anh chị em cho tôi hết, đừng có rách quá thôi. Mà anh chị em mà còn có những cái tấm bạt, những cái tấm mà bằng nhựa mà nó quảng cáo đó, anh chị không xài nữa cho tôi xin. Người nghèo họ dùng hết, tối họ đe che họ đắp. Lúc đó mình đánh động được lòng người ta. Trời ơi, người ta mang tới mấy trăm cái áo mưa, có người đi mua một lốc 20 cái áo mưa mới. Áo cánh rơi cũng được, áo dài một lần cũng được, cứ thế cho thôi. Họ trở đến một đống, hẹn các em lại bắt đầu tối đó đi, trời mưa to như thế này là điện bị phát áo mưa. Cũng như muối bỏ biển. Trần gian cái nhà này của chúng ta vẫn là cái nhà của người nghèo, cái nhà của người đói, cái nhà của những người bị cưỡng hiếp, cái nhà của những người bị lạm dụng, cái nhà của những người bị cướp mất đất, cướp mất nhà, bất công xã hội. Cái nhà ở thế gian này nếu mà nó còn tồn tại, còn có ý nghĩa là nhờ những cái nhà của các anh chị đó.
cả nhà nó tối tối đọc kinh, đọc kinh chung, năm mười kinh kính mừng. Cả nhà nó còn ý nghĩa là bởi vì còn có những em sinh viên như cái em Lý hồi nãy, bây giờ nó con bé nó lấy chồng, nó đẻ được đứa con ở bên Bảo Lộc rồi. Nhà của chúng ta mà nó còn có ý nghĩa là bởi vì còn có những người sẵn sàng chia sẻ. Ở trên Đức Trọng có một cái trại điên tên là Trọng Đức, huyện Đức Trọng có một cái trại điên tên là Trọng Đức. Các anh các chị nào mà Tam Nhật Thánh này mà đi được thì đi với Uy, hy sinh ra khỏi nhà mình tí, ở trên đó ba ngày ba đêm lo cho người điên. Một cái trại nam 250 người, một cái trại nữ 150 người. Mình lo cái trại nữ, bên trại nam có mấy ông dòng tên lo, mấy ông thầy dòng tên. Mà nếu là thiếu cha không làm lễ thì mình chạy qua mình làm lễ, mình làm lễ bên này thôi. Rồi nấu ăn cho họ, rồi cắt tóc cho họ, tắm cho họ, tắm cho bên nam, bên nữ cắt tóc cho họ, rồi bên nam thì nó tung đơ, nó gọt chọc đầu hết, khỏi cháy rận. Họ bị điên. Vẫn còn có những người đi cả đôi vợ chồng. Cha ơi, cho tôi góp 10 triệu. Có một gia đình bác sĩ Châu Hà, ông chồng là bác sĩ Trần Minh Thông, bị đột quỵ mổ cho người ta rồi, giờ ông đột quỵ nằm chỗ rồi, nằm mấy năm nay rồi. Các anh chị có ai biết Trần Minh Thông, bác sĩ Chợ Rẫy? Bây giờ bác sĩ Châu Hà là bác sĩ phụ khoa bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Bà chăm sóc chồng, bà lo bảo vệ sự sống với mình, lo khám thai nhi, giúp cho người ta đừng có phá thai. Rồi bây giờ bà nói cha, cha tôi bà lớn hơn mình một tuổi, cha cho tôi đi không được, tôi ở nhà tôi chăm sóc ông chồng thôi, thế cha cho tôi gửi ít tiền để cho lo cho người ta. Cái tiền này không phải là tiền từ thiện để mà cho nó nguôi ngoai áy náy đâu, không, tiền là chia sẻ. Mỗi tháng gửi cho mình 10 triệu để lo cho bệnh nhân, thì kỳ này mang đi lên trên đó mua đồ ăn cho họ, mua nuôi nấu ăn cho họ, các bữa ăn cho người điên. Nên là vẫn còn có những ngôi nhà mà người nhà vì có Chúa ở trong nhà mình nên không thể nào sống như là không có Chúa, nên cái người đó sẽ mang Chúa đến cho những cái người không có nhà. Nên những người có nhà mà khổ quá, buồn quá, không có gia đình, những người điên, những người mình lại còn được làm lễ trong chạy giam nữa đó. Trên đời thấy chế độ này mà mình được làm lễ trong chạy giam nữa. Giam để lấy cho những người không có án, lòng lề đường, hốt ngoài đường đó, làm sạch thành phố, làm đẹp mỹ quan, hốt hết mấy cái dịp lễ, hốt hết đem lên bỏ trên những cái trại đó, thuê đất ở trên Bình Phước dưới rừng cao su, cũng sướng, cũng đầy đủ chứ cũng không khổ đâu. Nhưng mà không có tình thương, mình lại lên làm lễ cho họ. Chạy điên này, chạy giam này, mồ côi này, chạy cùi này, mình bảo mình ông cha này làm gì? Ông cha phải làm cái đó, ông cha mà làm được cái đó không phải ông cha tốt, mà là ông cha đúng nghĩa. Còn không làm thì là ông cha mắc nợ. Vì ông cha được hội thánh, vì ông cha được giáo dân, giáo xứ, các ân nhân lo cho đầy đủ sung sướng, mà bây giờ mình lại không chia sẻ, mình không san cái đó ra, mình không làm cái máng để chuyển cái tình thương đó đến cho những người bị thiếu, thì là mình ông cha có lỗi. Có một vị thánh nào đó nói là Chúa đã cho cái vị thánh, bà thánh đã đi xuống như luyện ngục, đi tham quan, bà phát hiện là dưới luyện ngục ấy, các cha các sơ đông ấy. Các anh không tu nữa may lắm. Tại vì các anh ra ngoài thì cái đòi của Chúa dành cho các anh nó nhẹ đi so với cái đòi buộc của những người đi tu như chúng tôi. Chúng tôi không phải lo vợ, không phải lo con, không phải đóng thuế, không phải trả góp, không phải đủ thứ chuyện đấy. Mà chúng tôi lại không làm những điều cần phải làm thì rõ ràng là mắc nợ. Và luyện ngục là nơi sẽ trả nợ. Bà thánh nó thấy các linh mục với giám mục ở dưới luyện ngục đông, không dám nói là phản ngục mà nói là luyện ngục thôi, kiếm các ông các bà hiếm. Thánh Phêrô bảo thôi được rồi, đền tội đủ rồi, thì con vô đi.
lấy vợ lấy chồng nó để tội nhiều quá, cãi nhau vất vả, con cái đường con cái đi làm vất vả, đổ mồ hôi sôi nước mắt, thôi được đền tội rồi đi vô. Mấy ông này ở lúc sướng, ông như thế này lúc phần sống sướng đầy đủ á, giờ đền cho nó xong nó mới vào, sợ không? Vậy tức là có những cái ngôi nhà mà chúng ta để cho Chúa bước vào thì Chúa sẽ làm cho ngôi nhà nó thay đổi. Có cái câu chuyện có thật, cái ông đó ông nhậu nhịt nhậu nhẹt, không biết các anh ở đây có ai bị cái tật xấu đó không, mình ghét cái nhậu vô cùng, nhậu nhẹt là về xỉn xỉn vô là mất bình tĩnh, là đánh vợ chửi con. Thế có cái gia đình nó bị như vậy, khổ quá, là con cái nó khổ quá, vợ nó khổ quá, bỏ không bỏ. Có một hôm ông chồng đi nhậu về, liềng xiềng về gần đến nhà, ông hơi tỉnh một chút, ông mới nghĩ thôi mẹ chết mẹ mình rồi, mình vào vợ mình nó lại cằn nhằn, con mình nó lại nhìn mình với ánh mắt chua chát, thôi đi tiếp đấy, đi nhậu tiếp, nhậu cho nó đỡ chán. Đang định đi nhậu như vậy thì về gần đến nhà rồi thì thấy trong nhà đang có đọc kinh. Ông bảo lâu nay mình toàn đi nhậu buổi tối, mình không biết ở nhà nó làm cái gì, hóa ra ở nhà nó đọc kinh, vợ mình với các con còn bé. Ông đứng ngoài cửa ông nghe hết phần đọc kinh thì tới phần cầu nguyện. Cái đứa bé út ở trong nhà nó nói dặn lạy Chúa, con cầu nguyện với Chúa cho ba con đừng có nhậu, con thương mẹ con quá, mẹ con khổ quá nên bây giờ xin Chúa cho ba con bỏ được nhậu. Con nghe nói là Chúa có thể làm được mọi sự, để Chúa làm giùm con chỉ xin có cái đó, còn con như thế nào cũng được, để cho mẹ con đỡ khổ, nhà con đỡ khổ, bố con đừng có bệnh phát bệnh. Ông bố nghe tôi đó ông choáng rồi, òa khóc tông cửa vào nhà, ôm chầm lấy đứa con, vợ chồng con cái ôm nhau khóc, và ông đã bỏ được rượu. Cái bỏ được rượu đó là do nghị lực của ông, do sự thức tỉnh lương tâm của ông. Nhưng mà cái tác động lớn nó lại bắt xuất từ một thằng bé, nó bắt xuất từ một người mẹ, người vợ. Và gốc của mọi sự, của tất cả mọi người đó lại là có Chúa ở trong nhà. Vợ không chửi chồng, con không oán giận bố, bỏ nhà đi hoang, ông con không hư hỏng, mà nó vẫn còn cốt lực. Con nghe nói Chúa có thể làm được mọi sự, Chúa ban cho ba con bỏ được rượu đi. Và cái anh đó là một người Ba Lan, về sau anh bị công an bắt là bởi vì anh hoạt động trong công đoàn đoàn kết. Công an bắt anh đó, anh bảo tôi làm tất cả mọi này bởi vì tôi có Chúa Kitô, tôi có Chúa Giêsu. Tôi nghe nói anh ngày xưa đó là anh nhậu nhẹt say sưa lắm, mà tại sao bây giờ anh lại không còn nhậu nhẹt mà anh đi hoạt động mấy cái này? Và đúng, ngày xưa tôi là nhậu nhẹt, chửi vợ chửi con, nhưng mà chính nhờ ông Giêsu đó mà tôi thay đổi cuộc đời, và chính nhờ Giêsu cho tôi thấy là cuộc sống này còn bất công nên tôi đấu tranh, tôi không còn đâm chém, không để giết ai cả, tôi yêu mến kẻ thù, tôi thuyết phục các anh. Một trong những con người như thế, cộng lại nhiều người cộng lại, nó mới thành cái cuộc cách mạng, gọi là cách mạng không có một tiếng súng đâu. Cách mạng bắt đầu từ nhà thờ đi ra, công đoàn đoàn kết của Valencia, cái Đức Gioan Phaolô đệ nhị của mình, từ trong nhà thờ mà cứ đi bước ra mà hát kinh hòa bình, bên đó họ có kinh hòa bình của Thánh Francisco. Cứ thế mà mất cái chế độ cộng sản của Ba Lan. Thế là cái cậu thằng bé nó nói, con nghe nói Chúa làm được mọi sự, xin Chúa cứu cái gia đình con, cứu được cái ông này thì cứu được nhiều ông khác, và cứu được bao nhiêu gia đình, mà cứu được cả cái dân tộc Ba Lan, và cứu được cả thế giới. Nên nếu chúng ta tin vào Chúa thì chúng ta sẽ thấy những lời nói ở trong cái từng lời của Chúa ở trong cái này, cành nào gắn liền với thầy sẽ sinh hoa trái. Mà nếu không sinh hoa trái thì để làm gì, cho nó gánh nặng nó chặt đi. Mà thầy ở trong anh em thì
cành nho không thể tự mình cho ra, nhưng mà nhờ thầy ở trong đó, cái nhựa của thầy. Chúng ta lấy cái cành cây, hồi nhỏ mình cũng rốt, cũng biết trồng cây, nhưng mà bây giờ về Vũng Tàu, mình già rồi bắt đầu thấy thương cái cây đó. Cái cành nó gãy, mình thấy nó ứa cái nhựa ra. Mình mới hiểu được là cái cây nó sống được là nhờ cái nhựa. Nhựa nó dòng là máu của nó, là cái trái cây mình ăn là do cái dòng nhựa của cái cây đó. Nếu không ở lại thì anh em không sinh được nhiều hoa trái. Anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin. Trời ơi, quá đã chưa, Chúa xúi á. Chúng ta tin là Chúa không? Chúa bảo thì cứ xin. Và xin được đấy anh chị em, xin được đấy. Như mẹ của hồi nãy mình nói câu chuyện, tôi xin với Chúa, mình xin với Chúa cho mình chết trước mình. Đúng. Chúa cho, xin được đúng cái điều mà Chúa muốn, anh em sẽ được như ý. Cha thầy yêu mến thầy thế nào, thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Cái tình yêu của anh chị trong vợ chồng với cha mẹ với con cái với anh em với nhau đó, nó là hình sao, hình mẫu, hình phản ánh của tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu. Cái minh họa rõ nhất là ở lại trong đó. Mình đi tìm hoài, mình tìm cái ví dụ để nói cho các anh chị hiểu khó quá. May quá mình làm bảo vệ sự sống, tức là cứu người ta đừng có bắt ai, thì mình phát hiện ra được một cái ví dụ tuyệt vời mà các bà cảm nhận được. Cái bào thai đứa con mình nó ở lại trong mình, đâu có ai ở lại trong ai được, mà chỉ có bào thai ở lại trong người mẹ. Ông chồng muốn có thai cũng không có thai được, nhưng mà bà vợ thì cái thai nó hình thành, tự nhiên nó bắt xuất từ người cha. Cái hạt giống truyền sinh nó gặp cái trứng của người vợ, rồi nó đậu thai. Nhưng mà từ ngày đậu thai thành một nhân vị, một con người, một hữu thể, một cái này hồi nãy mình nói, thì tượng hình, có những bộ phim hay lắm, có bộ phim tiếng Pháp Odyssey de la Vie, nó cho mình xem từ cái lúc mà cái tinh trùng của người chồng mà đi vào mà gặp được cái thụ, gặp được cái trứng, hai bên thụ tinh hàng tỷ, hàng trăm triệu chứ quên, hàng trăm triệu cái tinh trùng đó, mà chỉ có một thằng bé chui được vào trong cái trứng đó. Mấy anh kia chúc may mắn lần sau đi về, mà cái anh chàng mà nó chui ở trong rồi thì cửa đóng lại hết. Từ đó về sau xuất hiện một bào thai từ một cái chấm nhỏ bằng cái đầu đinh, đầu kim, mà nó phát triển. Cái phim đó nó cho mình xem cho tới khi sanh con, thì trong 9 tháng 10 ngày đó, con của chúng ta, một nhân vị, một hữu thể nha, nó ở trong chị, ở trong bà, ở trong mẹ nó. Nên đó là một ví dụ duy nhất để chúng ta hiểu Chúa ở lại trong chúng ta và ta ở lại trong Chúa là như thế nào. Chứ còn ngoài ra mình nghĩ hoài chẳng có cái ví dụ nào nói được cái điều đó. Các chị nó ở trong lòng các chị. Mẹ ăn cái gì, uống cái gì, chuyển xuống cho đứa con. Hay không? Đứa con nó ăn nhờ, nó thở nhờ mẹ. Bà mẹ hít thở oxy nó vào máu, nó chuyển vào, nó lọc ra, nó chuyển oxy, chất oxy đó vào trong cái dây nhau, cái cuống rốn, và nó chuyển oxy đó vào nuôi ở trong bụng người mẹ, nuôi đứa con. Đứa con có phổi rồi mà chưa có dùng tới. Mai mốt nó sinh ra rồi, cái tiếng hét đầu tiên của nó à, khóc một cái là lần đầu tiên cái phổi nó làm việc, nó hít không khí vào. Còn trước đó là nó hít dưỡng khí, oxy dưỡng khí là cái khí nuôi chúng ta đó, dưỡng là nuôi, là qua, không phải là khí mà là qua dòng máu đưa vào cuống rốn. Mẹ ăn cái gì nó cũng có đó. Xin lỗi mẹ mà hút thuốc lá, cái phim nó minh họa cho một cái phim khác là Le Bébé Tin Person. Đứa bé là một nhân vị, thì nó cho mình thấy một bà mẹ Tây hút thuốc lá, hút phèo 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 đi thăm người con đang có bầu, hút phèo phèo phèo, bà con bà cũng là dân hút thuốc mà hút nhiều quá, bà mới phải tay nó đuổi khói đi. Thì nó đặt cái máy ở trong cái bào thai đó, nó cho thấy đứa bé đang nhấp cái nước ối ở trong mẹ nó, nhấp một cái đứa bé nó nhăn mặt, và nó đo nồng độ ở trong máu của đứa bé lúc đó là có chất nicotine, tức là bà ngoại
thổi khói ra, mẹ nó bị nhiễm khói độc, thụ động, hít qua khói qua phổi, nó vào trong đó, nó nuôi ở trong đó, nó dẫn qua ống nhau, nó đã vào đứa bé. Tức là cái tốt cái xấu của người mẹ đứa con lãnh đủ hết. Hay quá chả hay. Mẹ vui đứa con vui, mẹ giật mình đứa con giật mình, mẹ nghe nhạc ông Thắng này này, mình ông Thắng quay phim của mình này, mình hai vợ chồng thân với mình ấy. Mình là lúc mà thai giáo, tức là mình thu nhạc cổ điển Mozart và thu nhạc Paul Moria, bỏ vào máy cassette, thời đó chưa có cái máy như CD bây giờ. Về là tối nào mẹ nó cũng mở cho đứa bé nó nghe. Bây giờ thằng bé năm nay nó 31 tuổi rồi, bác sĩ Đinh Minh Tuân ở bệnh viện, bác sĩ nhi khoa. Rồi nó được nghe nhạc từ trong bào thai. Mẹ nghe nhạc là con nghe nhạc, cái máy để ngay bên bụng rồi, nó nghe. Này giờ nó lại lấy vợ rồi, 30 mấy tuổi rồi. Là nó là một nhạc sĩ chơi guitar, chơi piano, là một bác sĩ. Mình rất hãnh diện đó, con của mình. Đi đầu tôi cũng khoe, rồi anh Huy lại khoe, con anh Huy đỡ đầu, nó hay quá, mình phải khoe nhé. Thì đứa con ở trong mẹ nó làm cho các chị hiểu được Chúa ở trong mình là thế nào. Lúc đẻ con ra là thưởng hết rồi, hết con ở trong mình, đâu có đâu. Đứa con này mẹ nó bế nó ấm lại cho nó bú nè. Cái sữa người mẹ quý vô cùng, người ta nói là sữa bò là dành cho con bê, mà sữa mẹ là dành cho em bé. Cái sữa mẹ đó mình uống thử rồi, nó chế thành một cái, bây giờ nó chế thành cho những người bị suy dinh dưỡng mà tiểu đường như con, mình được uống cái sữa đó, nó lắc nó uống này, nó ngặt phèo à, nhưng mà chất bổ nó thì cực kỳ kinh khủng. Sữa mà người ta chế ra ngoài hãng Abbott với lại hãng SMA này, Nestle này, không thể nào bằng được sữa mẹ. Nhà mẹ lại đang ăn cái gì nó chuyển thành cái sữa dồn vào cho đứa con. Đến lúc nó bỏ rồi, không uống sữa nữa, mẹ mớm cơm cho con. Xin lỗi, ở đấy có chị nào còn mớm, con nhớ cái hồi mớm cơm không? Ăn cơm bằng cơm mớm á. Mình lớn lên bằng cơm mớm này. Tức là mẹ nhai, à, cái chất đó nó vào, nó gồm có nước bọt của người mẹ đã tiêu hóa rồi, vào đứa bé tiêu hóa rất là nhanh. Bây giờ nó bảo ghê quá, mất vệ sinh. Mà mẹ đâu có bị bệnh đâu, mẹ bệnh thì đâu có làm chuyện đó. Nên mẹ mình bắt đầu bận quá rồi, là bắt giao cho bà chị cả. Bà chị cả nó lớn hơn mình 23 tuổi. Chị cả đó, mình là thằng em út, bà lớn hơn 23 tuổi rồi. Bà lại tiếp tục mớm cơm. Bà mớm cơm đến lúc mình ăn, đến lúc mà mình 7 tuổi rồi vẫn còn mớm cơm. Thế bà đi lấy chồng. Bà đi lấy chồng, thế là không ai mớm cơm nữa, khóc. Khóc hay đành phải ăn cơm. Thế là bắt đầu 8, 7 tuổi bắt đầu mới ăn cơm. Giờ bà chị đó cũng chết rồi. Là mẹ lại tiếp tục mớm cơm, cái nước bọt và cái hơi thở và cái sự dinh dưỡng của mẹ, nó tình thương nó vào cái thìa cơm đó. Thế là cái đứa bé mà được mớm cơm nó tăng trưởng rất là ngon, nó ăn rất là hơn. Chứ không phải như bây giờ cô giáo mà nó trợn ngược mắt lên, mày không ăn nó đập cho chết. Mẹ nó mang điện thoại ra dụ cho con, rồi mở tivi lên, bố đi làm bay cho con. Mãi nó mới được ăn được một thìa. Ngày xưa không có vụ đó, ăn ngấu nghiến ngon lành. Không có cơm, một cái miếng cơm đó là có thức ăn, có đầy đủ nước mắm, mẹ đã nêm nếm nó vừa cái miệng của mẹ rồi, rồi vừa cho đứa con. Đến hết mớm rồi, nó đi học, mẹ vẫn còn ở trong, con vẫn ở trong mẹ. Nó lớn hơn 17, 18 tuổi, nó đi chơi với bồ bịch với nó. 7, 8 giờ mà chưa thấy nó về nhà là mẹ sốt ruột lên. Mẹ ở nhà mà lòng thì đi với đứa con ở ngoài. Nó chưa hết nữa, như mình đi tu. Các anh chị, anh ngày xưa chắc cũng thế. Đi đâu về, mình nói với ông giám đốc học viện, anh cho em về, mẹ em già rồi, cho em về ở với mẹ tối thứ bảy, chủ nhật, sáng em vào lại nhà dòng. Ừ, em về đi em. Mẹ của anh mất rồi, giờ anh cũng hối hận. Cha Phan Đức Hiệp. Nên là mình được về nhà thì thấy mẹ mình cứ ngồi lần chuỗi. Mẹ ơi, mẹ ngồi đây làm gì, mẹ lần chuỗi mà ngủ gật đủ thứ. Không,
mẹ đang cầu nguyện cho cậu đấy, mẹ đang lần chuỗi cho cậu đấy. Hay là mình đi tu rồi, mình vô nhà dòng mình ở rồi, mà mẹ mình nó gần như đi tu luôn trong nhà dòng, nó đi vào trong nhà dòng, đứa con vẫn tiếp tục ở trong bà mẹ. Thì sau này mẹ chết, mình tưởng là hết rồi, chưa hết. Bây giờ ngay bây giờ một ngày à một tuần hai ba lần, hai tới ba lần mình nằm mơ thấy mẹ. Có những giấc mơ tới bây giờ vẫn còn nhớ. Mơ là mình bị bóng đè, thở không được kêu. Nhìn sang thì mẹ ngồi ở bên cái giường bên kia, mình ở cái giường bên này. Mẹ ngồi dựa lưng vào tường. Mẹ ơi, cứu con. Mẹ chẳng bảo gì, cứ ngồi yên nữa. Mẹ, cứu con. Mẹ không cứu thì mình bò từ bên cái giường này, bò cho đờ người đó, bò rớt xuống ngoài giường, bịch xuống đất. Bò khoảng cái khoảng trống 2 mét ở giữa hai giường. Bò tới cái bờ giường bên này, bám lên nắm được cái chân của mẹ. Mẹ, con gọi mà mẹ không nghe con sao? Mẹ cứu con đi. Mẹ tôi lại giơ sâu chuỗi. Tôi đang cứu cậu bằng cái sâu chuỗi này đây này. Chết chưa? Từ đó mình lo mà lần chuỗi. Bởi vì khi lần chuỗi này mình gặp Chúa, gặp Đức Mẹ, mà mình gặp luôn mẹ mình. Vậy tức là cái đứa con mà mẹ đã từ ngày xưa, đứa con được ở trong mẹ đó, thì đến khi đứa con không ở trong mẹ nữa thì mẹ ở trong con suốt đời, cho đến khi mẹ chết, cho đến khi con chết. Mai mốt mình lên thiên đàng chắc là mình sẽ lại tiếp tục ở trong mẹ, mẹ ở tiếp tục trong con, có bố nữa đương nhiên. Nhưng mà khái niệm của người mẹ là bởi vì các chị này đã mang thai con của mình, là con mình nó được ở trong chị. Đoạn cuối cùng, các điều ấy, tức là suốt ở trên này, thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của thầy. Tức là có một cái niềm vui của Chúa ở trong nhà trên trời, nhà cha. Mà bây giờ nhờ chúng ta mời Chúa Giê-xu vào ở trong nhà mình, đăng ký hộ khẩu trong nhà mình, mà cái niềm vui đó nó trôi, nó tràn xuống, nó vào trong nhà của mình. Những lời nói của mình không phải là lời nói, lời hay ý đẹp, từ ngữ cho nó bánh bóng bẩy đâu. Mình mượn những từ ngữ đủ kiểu để nói với anh chị. Nó rất là sát sườn. Có một niềm vui của Thiên Chúa đã được tràn sang chúng ta nếu như chúng ta mời Chúa Giê-xu ở trong nhà mình. Mà Chúa Giê-xu còn hay ở một cái chỗ là tự ý Ngài đến nhà mình, Ngài xin vào trong nhà mình. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, Chúa chẳng đáng Chúa ngự vào trong nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh. Nhà con nó xấu xí bệ rạc, bê bối, bừa bộn. Mà Chúa phán một lời thì nó sạch sẽ. Mà Chúa vào trong nhà con đi, chứ tội nghiệp Chúa đứng ở ngoài cửa. Hay. Xong cái buổi này, anh chị em mới nhớ mời Chúa vào. Lát nữa dự thánh lễ. À, trước khi dự thánh lễ chúng ta có giải tội không ạ? Có nhiều cha tới giải tội không? À. Giải tội là dọn nhà đấy, chuẩn bị cho thánh lễ rồi chắc ăn lần nữa. Lại Chúa, con chẳng đáng cho người vào nhà con. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng. Nếu mà đã có giải tội thì lát nữa mình sẽ lược bớt cái phần đó đi. Không có bí tích giải tội thì ta mới đọc cái kinh tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, sám hối lần nữa cho nó chắc ăn. Rồi đến khi thuần rước, anh em nghe phần thứ nhất là Chúa đãi mình ăn bằng tiệc bằng lời. Thì bài tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay mình cũng sẽ không giảng nhiều nữa, giảng chút xíu thôi. Tại bởi vì bản chính nó nằm ở trong phần tâm là chúng ta được mời Chúa vào một lần, lời Chúa vào trong lòng của ta rồi. Và đến mình máu thánh Chúa rước lễ, anh chị em sẽ đón Chúa vào. Rồi về nhà, ngày mai thứ hai có thể nó rơi rớt mất, nó suy chuyển mất rồi. Không sao, anh chị để đi dự lễ, anh chị để đọc kinh tối, anh chị lại lấy lời Chúa ra. Vừa rồi mình đi giảng ngoài Quảng Bình, giáo phận Hà Tĩnh, ông cha ở xứ đó, xứ Lâm Sơn, tới giờ cơm trưa ông đọc được, ông có một cái cuốn sách các lời nguyện để đọc kinh ăn cơm trưa đó. Mình bảo hay quá, mình xin ông một cuốn mang về, mà mình quên mất không lấy. Chúng ta ăn cơm á, chúng ta có thói quen như nhà bà con là nên là em xin mời cha làm phép mấy cái đó bỏ đi,
Không cha nào mà có phép, phép nào mà làm cho cái bữa ăn đó Chúa. Nên cái lúc đó là mình mời Chúa đến ăn, ăn với mình, cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban cho của anh. Nhờ cái anh chị mà đi tìm được mua được cái tập sách, cái này là của Đức Cha Louis với anh Tuấn, bạn của tôi ấy, ông làm mục giám mục Hà Tĩnh ấy. Ông in ông phát cho toàn giáo phận, gia đình nào, giống toàn dòng tu nào tới giờ cơm lấy đó. Nó mấy chục lời, thành ra lâu lắm nó mới quay trở lại. Hay quá, nó là một đoạn lời Chúa và một lời cảm ơn. Thì chúng ta sau thánh lễ này anh chị về giáp mặt với cuộc đời cam go, toàn những chuyện khốn khổ, lại phải đối mặt với bệnh tật, đối mặt với những bất công xã hội, đối mặt với những cái vấn đề của tâm sinh lý con cái của mình xung đột, thì anh chị nhớ mình đã mời Chúa vào rồi, đừng có đẩy Chúa ra nữa, cầu nguyện ngay. Câu chuyện cuối cùng trước khi kết thúc là mình dạy giáo lý hôn nhân, mình nói với các đôi vợ chồng trẻ, các bạn là học giáo lý với tôi rồi mà nếu mà tới ngày mà đám cưới đó, tìm tôi và xưng tội lãnh nhận bí tích hòa giải, tôi sẽ giúp cho anh chị chuẩn bị lãnh nhận bí tích trước khi đám cưới, làm cho nó đâu ra đó. Và anh nào, anh chị nào mà đến xưng tội lãnh nhận bí tích với tôi sẽ có quà tôi tặng. Cái đó là mình dụ đó à. Thế là thích lắm, đứa nào cũng tới. Thế mình ngồi trong tòa giải tội, phiên của mình là thứ bảy, nó vô nó xưng tội, nó nói thưa cha, con học viên giáo lý của cha là Kỳ Đồng này. Mỗi lần Kỳ Đồng mình dạy gần 300 em đó nha, khoảng 150 đôi á. Ồ, đông như vậy bây giờ về Vũng Tàu còn có một đôi với hai đôi. Ế khách. Nhưng mà mình mới nói, thưa cha, con học viên của cha này, mai con đám cưới này, này cha, nhớ lời cha dặn. Trời ơi, 150 đôi mà nó nhớ được chừng 5 đôi à, nó quay trở lại nó xưng tội là mình mừng lắm rồi. Thưa cha, con đến nó lãnh nhận bí tích, cha nhớ cho quà nhé. Nó bây giờ tôi rời giải tội tí, 11 giờ tôi hết ca. Anh chị mặc áo màu gì? Dạ tôi con áo đỏ, ví dụ vậy. Cứ đứng đợi ngoài nhé, có bận đi đâu thì đi, giờ tôi còn nửa tiếng nữa rồi. Đúng 11 giờ rồi. 11 giờ ra nó đi theo cha, dẫn qua nhà sách Đức Mẹ. Cha tặng quà, đến ngày cái quầy nến. Chỉ bảo cái nến, con đừng có chọn mấy cái nến kia 150 ngàn là thấy mẹ cha đó. Con chọn cái nến này nè, cỡ này nè, nó lùn lùn, nó mập mập, nó bằng cái ly này nè ha. Nó nhỏ hơn chút, khoảng 18 ngàn, 20 ngàn, bây giờ chắc nó lên rồi. Mua cái nến, nó muốn chọn màu gì, hai màu giống nhau tùy làm sao. Chọn xong chưa đây, chọn xong rồi. Mấy cái cô bán nến, nó có biết thừa tôi làm cái gì đâu, cứ cười tủm tỉm. Thế là tôi trả tiền xong, đứng ngay ở đó mình đưa hai cái nến, ví dụ như là hai cái nến này, cha trao cho con món quà. Đây là cha cũng đồng đi kèm với trò chơi, đem với món quà này là một trò chơi trời cho, tiếng Nam miền Nam mình nói lái hay lắm, trời cho trò chơi. Hai bạn mỗi một tối đám cưới xong, bày ở trong giường của mình, trong phòng tân hôn của mình, kế bên cái giường có một cái táp đình huy màn đêm, trên đó bày một cuốn tân ước nhỏ nhỏ, một cái cắm cái cây hoa cắm đẹp đẹp, một cái ảnh cái thánh giá, rồi hai cái nến này cha tặng để đó. Đến tối hai bạn thắp ngọn nến này lên, cha chỉ xin thắp 5 phút thôi, và chồng vợ đọc một nguyện một kinh lạy cha, xong rồi chồng dâng một lời cầu nguyện với Chúa cho vợ, vợ dâng một lời nguyện nữa cho chồng. Nếu mai mốt có con thì có bầu rồi thì là hai vợ chồng dâng thêm một lời nguyện nữa cho đứa bé trong bụng. Nó đẻ ra thì cho nó dự cái lời cầu nguyện đó, giờ cầu nguyện đó, 5 cái phút cầu nguyện đó. Nó lớn hơn tí nó bắt đầu nó biết cầu nguyện rồi thì nó đã quen dự rồi, nên hôm nay con dâng lời nguyện cho ba, con dâng lời nguyện cho mẹ, dâng lời nguyện cho bà nội, bà ngoại đó. Nên tất cả các 5 phút tắt nó nến. Rồi sau đó mấy đứa muốn làm gì làm. Chuyện vợ chồng cha không biết nữa, ông không quan tâm nữa, nhưng mà cái quan tâm là cái chỗ này. Tối mai lại làm lần nữa. Thế cha, con đi công tác là sao? Đi công tác thì hẹn với nhau là thỏa thuận với nhau là 10 giờ hay 11 giờ. 11 giờ ông chồng đang còn lái xe trên xe, bốc điện thoại. Alo, đậu vào chỗ nào đó gọi điện thoại. Em ơi, 11 giờ, em thắp nến lên giùm anh.
Bố vợ thắp hai cái nến, cô quỳ ở bên trước cái bàn, ông chồng ngồi trên cái xe vận tải. Rồi đọc hai bên cầm điện thoại nói chuyện với nhau, cùng lời cầu nguyện lạy cha chúng con ở trên trời. Xong ông chồng dâng một lời nguyện cho vợ: thưa Chúa, hôm nay vợ con ở nhà một mình chắc buồn lắm. Xin Chúa nâng đỡ tinh thần cho vợ con mới có em bé được mấy tuần cấn thai. Và vợ lại: alo, vâng, thưa chồng, con giờ này còn đang rong ruổi lái xe vận tải ở biên giới Lạng Sơn. Xin cha thương đến chồng con, đừng để cho chồng con nó sa ngã vào tay con nhỏ nào. Rồi vậy là alo, xong rồi, cảm ơn, tạ ơn Chúa, cắt máy. Đều đặn một mỗi ngày đêm làm 5 phút như vậy thì đúng một năm hai cái nến nó cạn. Nhớ giữ cái mỏng nến nó đem lại trình cha, cha lại dắt vào cha tặng hai cái nến khác, cha tặng nữa cha. Ừ, cha dụ mà, dụ để đôi vợ chồng cầu nguyện này làm thiết á. Thế thì cũng được một số đôi nó quay trở lại: thế cha, con còn mẩu nến này con để làm chứng là dụ con đã đúng lương rồi. Và thưa cha, cái tuyệt vời đó là gia đình con có xảy ra chuyện này chuyện kia, nhưng mà nhờ cái 5 phút thắp nến đó một đêm đó mà nhà con vượt qua hết. Đấy, thành ra là anh chị lớn tuổi già rồi, bày cho các con của mình, hoặc là anh chị già rồi có cần con nằm chung một phòng nữa không, nó nằm chung một giường nữa không, thì tối thắp một nến lên cầu nguyện. Đừng có bắt con của mình nó đọc nhiều. Lạy Chúa, tôi thời bố mẹ tôi đọc kinh khủng khiếp, một chuỗi xong rồi bao nhiêu kinh, mẹ thuộc bao nhiêu kinh từ ngoài Bắc đem vào. Bố tôi đọc ít nhưng mà chiều mẹ tôi nha, cho mẹ tôi đọc. Đọc thế là mấy thằng bé mình là thằng út ở dưới ngồi ngủ gật, 7, 8 tuổi, 10 tuổi nó ngủ. Ngủ thế là ngủ gật nên là cứ sợ mẹ la, thế là cứ ráng mà ngủ. Nhưng mà đã ráng mà tỉnh. Mà ngủ một cái là bà xếp cái quạt lại gõ đầu bốp. Gõ đầu cũng không đau nhưng mà giật mình tỉnh dậy lại. Đấy, có một hôm gõ bốp tỉnh dậy ngay lúc mẹ đang đọc đây. Cái kinh không biết có anh chị nào còn thuộc không, mình nhầm gì thuộc có cái câu đó: tứ thời bát tiết yên hàn thảy đều mọi sự đều bỏ đến Chúa gì đó. Tứ thời bát tiết, mình nhấn nó có cái câu đó, kinh cổ mới bắt. Tứ thời bát tiết, tứ thời là bốn mùa, bát tiết là tiết nguyên đán, tiết trung thu, tiết gì đó, 8 cái tiết rồi. Bức mình giật mình lại, tứ thời cắt tiết con gà. Mẹ xếp thêm cái quạt gõ thêm cái thai, cắt tiết bố mày. Bố mình ngồi góc này, tại sao bà lại đòi cắt tiết tôi? Cả nhà bắt đầu cười ô lên, không đọc kinh được nữa. Bố tôi bảo nghỉ, nên là bố tôi ra hút thuốc lào là cả nhà được nghỉ đọc kinh. Mấy ông anh bà chị mình thích quá, xoa đầu thằng bé, mày giải tán cả một đám đông khỏi đọc kinh. Tức là chứng tỏ tụi nhỏ nó sợ đọc kinh lắm, đứa trẻ nó đã sợ rồi. Nên chúng ta là người già đạo đức thì muốn đọc kinh đọc thêm thì mình cứ đọc riêng, còn đọc từ nó là lời Chúa này, cầu nguyện 5 kinh hay là 1 kinh hay là 3 kinh. Rồi bây giờ hết giờ chưa ạ? Hết giờ rồi, vâng. Bây giờ các anh chị giải tội nha, nhớ nha. Bí tích giải tội hay lắm, ban cho ta 2 ơn: ơn tha thứ và bình an. Tha thứ là từ trước đến cái thời điểm hôm nay ngày 17 tháng 3 được xóa nợ hết. Và ơn bình an là tính từ ngày 17 tháng 3 này anh chị được nhận vào trong tài khoản của mình. Một cái ơn gọi là ơn bình an. Ơn tha thứ xóa, ơn bình an đổ đầy. Nhà đông quá nha, không có khuyên lâu. Cha cũng đọc lời tha thứ nó vèo một cái nó hết, anh ta không kịp nghe đâu. Mình đọc trước cho anh chị em nghe một lần nó hay đến thế nào. Mà lâu nay chúng ta đã uổng cái bí tích hòa giải. Thiên Chúa Cha là đấng giàu lòng thương xót, Ngài đã dùng cái chết và sự sống lại của Đức Giêsu để giao hòa nhân loại cùng Thiên Chúa. Ngài lại ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh ban cho anh chị em ơn tha thứ và bình an. Tôi lên năng quyền Hội Thánh cho phép tôi tha mọi tội cho anh chị em nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Từng chữ ở trong đó đều hay hết. Anh chị em nghe một lần, lát nữa có nghe hụt thì cũng không sao, hiểu được cuộc gặp gỡ của chúng ta với ba ngôi Thiên Chúa. Chứ là không phải là chuyện đi xưng tội đâu, mà là một cuộc giao hòa, hòa giải. Mà hòa giải với Chúa xong rồi
việc đền tội ông cha cũng cho tượng trưng thôi, anh chị em phải về làm việc đền bù cho nó tới nơi tới chốn. Nếu mà có hai ông bà có gây nhau cãi nhau thì xin lỗi nhau, xin lỗi thật đấy. Mà nếu cần nó hấp nhau cái tôi ôm nhau cái. Người Việt Nam mình sợ nó xến quá, cải lương nó nhau không nói. Như Tây nó gặp I love you too, nó nói nhau suốt ngày á. Chúng ta thì đến chết cũng chưa nói anh yêu em yêu anh. Nhưng mà nên nói cái lời bà ơi bỏ qua cho tôi, anh ơi em xin lỗi anh. Một lời đó nó hòa giải lại hay lắm, và nó làm cho cái lần phạm lỗi sau đó nó được trì hoãn, nó kéo dài còn lâu lắm nó mới vặn lại. Và mình không nói những lời đó nó dễ đụng lại, nó lại nổ nữa. Còn nếu mình có nói một cái thì thay vì 3-4 ngày sau gây nhau thì nó có thể đến 5-6 ngày sau nó mới gây, mà vừa mới gây sực nhớ lần trước là mình lại thôi. Tôi còn nhiều chuyện lắm để nói nhưng mà thôi, sợ hết giờ của anh chị em, để dành năm sau nếu còn sống mà anh chị thấy được thì lại gọi mình lại sẵn sàng đến.